Vâng, xin chào quý chú ba anh chị đã quay trở lại kênh Chợ Nhật Bãi. Hôm nay em lên tập số 72 về đồ nghề và bonsai. Anh chị mình bấm nút like và nút đăng ký kênh để cập nhật các tập mới ha. Chốt hàng thì mình cứ điện thoại hoặc là nhắn tin vào số điện thoại trên tiêu đề. Thì chuyển khoản lên trên 300 bên em sẽ bao ship, lên dưới 300 vui lòng chuyển thêm giùm em 10.000 tiền phí ship. Mình ship code nhận hàng thanh toán đồng giá là 30.000 một đơn. Rồi em xin đi vào chi tiết tập số 72, bắt đầu từ mã là 132. Thì đầu tiên em lên một lưỡi cắt hợp kim hàng mới chưa sử dụng của hãng là Global Saw Made in Japan, sản xuất tại Nhật ha. Cái này thì anh chị mình thấy lại dòng sản phẩm là Global Saw ARB 147, đường kính là 14.7, cốt là 2 xăng. Anh chị mình xài cho máy cắt cầm tay hoặc là những dòng máy cắt đường kính cốt máy là 2 xăng dùm em, là mình xài vừa, gồm có 52 răng ha. Mình dùng để cắt gỗ này là được 5 sao, cắt plastic là mình cắt nhựa được 5 sao luôn, hoặc là anh chị mình cưa nhôm ha, cắt nhôm là được 4 sao. Thì cái hiệu suất anh chị mình cắt kim loại không có tốt nên là anh chị mình dùng để lưỡi cắt này mình cắt gỗ hoặc là cắt kim loại, hoặc là cắt gỗ hoặc là cắt nhựa, hoặc là anh chị mình cắt nhôm giùm em ha. Đường kính là vòng tua rất là nhanh, vòng tua là tới 5-6.000 vòng này, và gồm có 52 răng của hãng là Global Saw của Nhật ha, răng hợp kim hàng mới chưa sử dụng. Rồi cái này chốt giùm em, anh chị mình mua nó tầm khoảng là 850 thì anh chị mình có thể chốt này mã này 132, giá là có 150 thôi, hàng mới chưa sử dụng Global Saw của Nhật ha. Rồi em lên mã số 133. 133 ha. 133 thì em lên một cái 133 là một combo. Thì đây là một combo lưỡi cưa sắt. Cái này anh chị mình xài cho khung cưa sắt là đường khung cưa sắt, xài lưỡi cưa là 25 cm anh chị em. Chiều dài giữa tâm để anh chị mình lắp cho máy là 25 cm này, vô khung cưa là 25 cm ha. Lưỡi cưa sắt này là của hãng Nachi của Nhật, anh chị mình thấy những cái logo Zozic hàng nội độ Nhật đây ha, của Nachi đó, đầy đủ anh chị em, hàng của Nachi của Nhật, Nachi đây, thông tin đầy đủ nha chị nha, thông tin đầy đủ, gồm có 10 lưỡi nha, combo này chốt cho em Nachi này đó, Nachi 10 lưỡi anh chị em, Nachi đây, logo Zozic nội địa Nhật đầy đủ Nachi đây ha. Rồi cái này chốt cho em 10 lưỡi mã số 133, giá là 100, hàng mới chưa sử dụng ha, combo 10 lưỡi cưa sắt dài 25 cm, mã số 133. Rồi em lên mã số 134. 134 thì có một cái 134 anh chị em. Đây là một hộp lưỡi cưa ha, một hộp lưỡi dao rọc giấy. Cái này thì gồm có 10 lưỡi và chiều dài bản là 18 ly. Anh chị mình xài cho dao rọc giấy 18 ly giùm em ha, hàng chuẩn Nhật này. Đó. Rồi, cái này thì nguyên siêu chưa có mở anh chị em, còn dính cái tem này, anh chị mình thấy là dính cái tem này này, chưa mở ra luôn, và bên trong là cái này thì dính tem nguyên chưa xài nha Giang. Và anh chị mình thấy là lưỡi bên trong là mới như thế này ha. Rồi cái này chốt giùm em mã số là 134, gồm có 10 lưỡi dao rọc giấy, đường bản rộng là 18 ly. Anh chị mình xài cho dao rọc giấy 18 ly giùm em, mã số là 134, combo 10 lưỡi giá là 100. Em lên mã số là 135, một hộp như thế này nha Giang, một hộp mới chưa xài. 135. 135 thì em có một cái, đây anh chị mình thấy ở đây là combo gồm có 3 cây nhíp ha. Nhíp này thì rất là chất lượng và dày dặn, hàng của hãng là Kanetsune này, Kanetsune ha, hàng của Nhật, chất mắc này. Đó. Rồi hàng mới chưa sử dụng nha chị em, có một chữ này là chữ hàng cao cấp nha. Và dòng này dòng thép khung rỉ luôn. Dài dày dặn cứng cáp này anh chị mình có 135, giá là combo gồm có 3 cây là 150. Hàng mới chưa sử dụng nha chị em, anh chị mình thấy đầy đủ. Kanetsune ha, Kanetsune rất là dày, và chiều dài của nhíp này anh chị mình thấy là đúng tâm này, nhíp cứng cáp, mình có thể nhíp linh kiện điện tử, hột xoàn ha, những hột đá, hoặc là anh chị mình xài mình nhíp bên bonsai cũng được. Dài là gần 16 cm và dày dặn cứng cáp, Kanetsune nhíp không rỉ. Rồi dùng trong cơ khí cũng được, chốt cho em mã này 135, giá 150, combo gồm có ba cây nhíp ha, ba cây nhíp dán cong như thế này, dày dặn cứng cáp, trên này có ghi chữ là không rỉ. Đó, dày dặn cứng cáp đàng hoàng, mã số 135, combo 3 cây nhíp dài 16 cm, giá là 150. Rồi em lên mã số 136. 136 thì có cặp này anh chị ăn, 136 thì có cây búa đi, 136 là một cây búa. Một cây đầu búa đinh hàng mới chưa sử dụng của hãng là Susa Sasakuso của Nhật, đầu nguyên zin chưa xài, chất thép tanh cứng nên là anh chị mình có sử dụng. Cây búa này cũng là một cây búa của hãng Susa Sasakuso ha, anh chị mình nghe cái tiếng rất là tanh ha. Thép cứng, thép rèn nên là mình xài đỡ bị tè đầu, chuột đầu hơn. Cân nặng của chiếc này là tầm khoảng 250 g, nên chị mình về lên cán nên là có một cây búa đinh tầm khoảng là 3 lạng rưỡi là chị mình sử dụng rồi. Logo chữ búa của ký tự Nhật đây. Đầu nguyên zin chưa xài, hãng này vết ố thôi, chị về đánh bóng sơ qua bánh nỉ là nó sáng à.
Chiều dài của cây búa này tầm khoảng là 10 xăng và đường kính đầu đóng tầm khoảng là 2.5 xăng. Rồi, đầu búa nặng 250 g, chốt cho em mã số là 2136, giá là 80.000. 80k ha. Đầu búa đinh chưa sử dụng của hãng là Susa Setakuso của Nhật. Nếu mà thêm một cái cán gỗ như thế này là anh chị mình mua vô nó tầm khoảng 500 mấy ấy, là anh chị mình có thể về mình lên cán mình xài rồi. Rồi em lên mã số 137. Rồi, 137 là một cây búa của hãng Susa Setakuso ha. Đầu búa là đầu búa thép rèn luôn, và đây này họ mạ một lớp bên ngoài màu đồng. Cây này thì hàng xà lướt anh chị mình thấy này, có xà lướt mà không có bị bể đầu ha, có vài cái dấu họ xài lướt sơ thôi. Chất thép cứng nên là nó đỡ bị tè đầu, chẹt đầu hơn. Bên này anh chị mình thấy còn tem giấy dán này. Và cân nặng của cây búa này nặng tầm khoảng là 240 g, 340 g ha, tầm khoảng 340 g. Hồi nãy cây búa đinh anh chị mình lên cán nó cũng nặng tầm tầm khoảng cây này nha anh chị nha. Chiều dài phần cán búa là tầm khoảng 35 xăng hơn. Rồi đường kính đầu đóng là tầm khoảng 26 ly. Cái này chốt cho em mã số là 137, giá là 100. Em lên mã số 138. 138 là lên những cây tô vít hàng mới chưa sử dụng của hãng là Sonic Tool, hàng của Mỹ USA ha. Cái này là một cây PH2, tô vít lùn đầu PH2. Phần cốt thép là dài 3.8 xăng này, gần 4 xăng này. Và chiều dài tổng thể cây tô vít lùn này PH2 anh chị mình xài trong góc kẹt là tầm khoảng 10.5. Rồi Sonic Tool của Mỹ ha, mã số là 138, giá là 90.000. Đầu nguyên zin mới chưa sử dụng, còn nguyên ram ren PH2, giá là 90.000. Em lên mã số là 139. 139 thì ở đây em có một cây sẵn tiện em lên đầu cộng ha, đầu PH3. Cây này thì dày dặn cứng cáp đó, cái phần cốt thép chrome vanadium rất là dày, anh chị mình xài lực rất lớn ha. Và đầu PH3 còn nguyên ram ren chưa sử dụng. Chiều dài của cây Sonic PH3 này, phần cốt thép là dài 15 xăng và dài tổng thể cây tô vít này là tầm khoảng 27 xăng rưỡi. Chốt cho em mã số 139, giá là 108. Rồi em lên mã số 140. 140 thì có một cây vít trừ cho anh chị ăn. Cây này là trừ 5 ly rưỡi ha. Phần cốt thép là dài 12.5 xăng. Chiều dài cây vít trừ 5 ly rưỡi là tầm khoảng là 23 xăng. Cây này chốt cho em mã số là 140, giá là 120. Đầu trừ 5 ly rưỡi, nguyên zin chưa sử dụng. Mã số 140. Rồi em lên mã 141. 141 thì cây này là tới trừ 10 ly anh chị ăn, tầm khoảng 1 xăng ha. Phần cốt thép không là dài 20 xăng, cán dài tầm khoảng 12.5 xăng nữa, dài tổng thể cây này tầm khoảng là 32.5 xăng. Cây này thì anh chị mình sẽ vặn những máy móc lớn, máy trong nhà xưởng, máy móc lớn hoặc là già xài cho gara xe, sửa xe ô tô ha, hoặc là anh chị mình xài cho những máy nông ngư cụ lớn như là máy gặt đập liên hợp hoặc là máy xúc, máy xới thì mình sử dụng cây này. Đầu trừ 1 xăng và dài 32.5 xăng ha, Sonic Tool của Mỹ. Rồi cái này chốt cho em mã số là 141, giá là 220. Em lên mã số 142. Ở đây em có một cặp ha anh chị ha, 142. Đó. Cặp này là một cặp anh chị mình mở ốc lắt đầu, cái phần thân là lắt léo vô những góc kẹt được. Và cây này là anh chị mình sẽ, cặp này là sẽ mở ốc 6 ly và mở ốc 7 ly. Đầu 6 cạnh vuông vức nha anh chị nha. Đầu 6 cạnh vuông vức. Thân thì lắt léo vô góc kẹt được. Và đây anh chị mình thấy ghi chỗ này là 7 ly này, chỗ này là 6 ly này. Đối với những dòng này là anh chị mình mua một cây như thế này, giá nó tầm khoảng 35 đô ha. Anh chị mình có thể xem thấy thông tin. Một cây là anh chị mình mua vô tầm khoảng 35 đô này. Tô vít lục giác mềm là cây này đấy anh chị. Đó. Hay anh chị mình thấy là cái phần thân là lắt léo giống như là những cây mà cây nối máy bắn vít mình xài lắt léo được, vô góc kẹp được ha. Gọi là lục giác mềm là cái đầu nó lắt léo được. Đây, giá nó tầm khoảng 35 đô một cây anh chị ăn. Anh chị mình có thể thấy thông tin là Sonic Tool hàng của Mỹ ha. SonicToolUSA.com là địa chỉ trang web, mình có thể mình xem thêm. Vô những góc kẹt là anh chị mình thấy sử dụng máy như thế này. Đó. Sonic ha. Rồi Sonic Tool một hãng đến từ Mỹ anh chị nha. Đó. Anh chị mình có thể xem thêm thông tin ha. Nguyên một bộ tô vít như thế này thường thường họ sẽ làm một cái tủ đồ nghề hoặc là một bộ đồ nghề như thế này. Mình có thể mình mua nguyên bộ để mình sưu tầm cũng được. Hàng mới chưa sử dụng. Rồi, bộ này, hai cây này 35 đô một cây là chạy ra tầm khoảng là 800 mấy một cây rồi. Anh chị mình chốt nguyên cặp này hàng mới chưa sử dụng, mở ốc 6 ly và 7 ly. Mã 142 cặp này giá là 240. Rồi em lên mã số là 143. 143 có cặp này nha chị ha. 143 cặp này 80.000 một cặp. Lục giác hoa thị T6 ha, của hãng BB Swiss Max Thụy Sĩ. Cây này thì hàng chuẩn Thụy Sĩ, thép tô dầu cứng cáp đàng hoàng,
143, giá là 80 ngàn một cặp. Đó, đầu T6 nguyên zin chưa xài anh chị ăn. T6 hoa thị Swiss Make Thụy Sĩ ha. Rồi, đầu nguyên zin hoa thị như thế này, còn nguyên lớp mạ màu đồng bên ngoài. Chiều dài của cây T6 này tầm khoảng là 12 xăng rưỡi, chốt cho em cặp này. Mã 143 giá là 80 ngàn một cặp hai cây. Em lên mã số 144. 144 thì qua cây này nha chị ăn, 144 thì đây là một cây tô vít lắt léo. Cây này anh chị mình sẽ gắn những cái đầu vít 6.35 này. Đầu này đầu PH1 còn thẳng đẹp nha chị ăn, không có cấn dập. Gắn vô đây. Lắt léo đảo chiều ha. Và đây là của hãng Anet của Made in Japan sản xuất tại Nhật. Mình đảo chiều ngon lành, bánh răng còn cứng cáp không có bị lờn. Left right này, trái phải ha. Đó, quay ngược lại ngon lành. Nghe cái tiếng răng là anh chị mình thấy là nó cứng cáp, nó không có bị lờn răng ha. Quay ngược lại này, đó. Rồi, cái này khi anh chị mình để trên mặt phẳng thì nó sẽ nhọng lên cái khúc này. Khi mà anh chị mình xoay nó không có bị cấn nha. Mình đứng chỗ mình lắc như thế này. Rồi, chiều dài của cây Anetovit tự động đảo chiều này hít 5 châm rất là mạnh nha chị ha. Đầu này hít 5 châm rất là mạnh này. Cái đầu này anh chị mình thấy hít 5 châm mạnh ha. Đó, nó tự động hít vô. Chiều dài cục là cục 500 luôn, 11 xăng, mã số 144, giá là 130. Em lên mã số 145. Ở đây em có một cây kìm cắt ha, cây này là của hãng là Top Nhật Bản, cây này có lò xo trợ lực, đó, cán thì còn liền lạc ngon lành, ngàm cắt thì có xà lướt một chút xíu nha chị ha. Cây này là cây Top dài 12-125 nè, là dài tầm khoảng 12.5 xăng, chiều dài tầm khoảng 13 xăng. Cây này anh chị mình cắt dây điện lớn, dây điện nhỏ hoặc là anh chị mình cắt dây kẽm bonsai. Với thiết kế ngàm này là anh chị mình cắt trực tiếp trên cành cây bonsai cũng được ha. Mình chỉ việc bóp vô thôi, cắt ngon lành này. Đó. Cắt ngọt nha. Rồi cắt khúc dưới này. Đó. Rồi cắt khúc trên. Rồi. Lưỡi cắt là cũng có xà lướt nha anh chị nha, cũng có xà lướt như thế này giùm em. Ngàm thẳng. Này dính giống như dính cái sợi hàn vậy thôi. Đây. Mặt bên trong ha, nói chung là ngàm cũng có xà lướt. Rồi, cái này chốt giùm em mã số dài tầm khoảng 13 xăng, cắt kim loại, cắt dây điện hoặc là anh chị mình cắt kẽm bonsai hoặc là anh chị mình cắt trực tiếp trên cành bonsai cũng được, dài 13 xăng, mã 145 giá 100. Em lên mã 146. Ở đây em có một cây kìm đa năng ha, cây mở ốc tuôn đầu, mở ốc chết, ốc bị tè đầu, tẹt đầu hoặc là tè đầu hoặc là rỉ hay gì đó thì anh chị mình dùng để cái ngàm tròn anh chị mình kẹp mình kéo ra. Cái này thì hàng mới chưa sử dụng của hãng Engineer của Nhật ha, lưỡi cắt khít không hở nha anh chị nha. Có lò xo trợ lực này. Engineer dòng sản phẩm là BZ58 Made in Japan, đằng sau có chữ đàng hoàng. Rồi, về phần răng thì anh chị mình thấy răng ở bên trong đều tăm tắp ha. Răng ngang này, răng dọc để anh chị mình kéo những con ốc bị rỉ đầu, tè đầu, chẹt đầu mình kéo ra. Rồi ngàm tròn như thế này mình kẹp những cái ống tuyết này kia là được. Ngàm tròn to này, ngàm tròn nhỏ này. Rồi cắt anh chị mình sẽ cắt dây chì hoặc là anh chị mình cắt dây điện ha. Cái này thì có mỗi chỗ là khi mà cái phần cán đây nó hơi có bị cấn cấn chày chày cái phần này anh chị ăn, nhưng mà thiết kế là nhiều dẻo anh chị mình cầm êm tay, do để bãi thì nó hơi có bị chày cái phần cán như này thôi, còn lại là cái răng ở trên là nguyên zin chưa có xài. Chiều dài của cây này tầm khoảng là 15.5, cây này chốt cho em mã số là 146 ha, kìm mở ốc tuôn đầu, mở ốc chết của hãng Engineer của Nhật, giá 160. Em lên mã số là 147. Ở đây có một cây búng mực nha chị ăn. Cây này búng mực thì anh chị mình sẽ bỏ màu hay là bỏ những cái màu vô đây để anh chị mình búng ăn. Cây này là của hãng là SK11 ha, SK11 của Nhật tự động. Mình sẽ bung vô như thế này. Sợi dây này dây cước dài tầm khoảng, dây cước này dài là 8m anh chị ăn. Sợi dây là dài 8m thì em. Thiết kế rất là chắc. Anh chị mình thấy cái lò xo nó kéo vô ha, ngon lành, mạnh chứ không có bị lờn. Rồi chỗ này khi anh chị mình kéo ra mình muốn dừng lại khóa lắp thì mình bấm vào cái nút này. Đó, bấm qua nút này nó sẽ khóa lại ha. Đó, mình sẽ khóa lại. Rồi giờ mình rút tô thu vô nè. Rồi. Rồi cây này chốt cho em mã số là 8m anh chị ăn. Mã số là hàng mới chưa sử dụng ha. Cây này thì thiết kế là cũng ngon lành, tại vì anh chị mình thấy nhựa được cứng màu đen này, nhựa cứng màu đỏ và chỗ này là nhựa mềm để anh chị mình cầm không có bị trượt tay, khi mà tay mình có dầu mỡ này kia thì không bị trượt tay ha. Rồi mã số là 147, giá là 140. SK11, chiều dài tầm khoảng là 15 xăng, chỗ này anh chị mình dùng để mình lấy dấu ha, một cái chấm nhọn như thế này mình dùng để lấy dấu. Mã số là 147, dây cước dài 8m, 140. Em lên mã số là 148. Ở đây thì có một cây kéo bếp ha,
của hãng là Kai, cái này ốc rời luôn. Hàng xài lướt, răng đều, vân xước, mặt thép còn đẹp, thép không rỉ. Xài xong thì anh chị mình có thể mình mở ra hai mảnh như thế này mình mài anh chị ha. Và những cây này thì giữ cạnh tốt nên anh chị mình xài một thời gian lâu rồi mình mới phải mài lại thôi. Đó, cán bằng nhựa ha, cứng của hãng Kai. Rồi, Kai Made in Japan, cây kéo ốc rời. Cây này thiết kế là nhỏ nên là anh chị mình xài cho những vật nhỏ, hoặc là anh chị mình xài trong nhà bếp mình dùng để mình cắt rau, cắt hành, hoặc là anh chị mình cắt đồ gì nhỏ ha. Cây này thì dòng thép này thép không rỉ mà màu xám mờ xịn của hãng Kai. Lưỡi thì anh chị mình có thể mình cắt bịch ni lông cũng được. Lưỡi là anh chị mình cắt bịch ni lông cũng được ha. Nói chung là đủ cái độ bén để anh chị mình cắt giấy hoặc là anh chị mình cắt bịch ni lông. Đã cắt được mà. Nói chung là thôi mình cắt giấy đi. Cắt giấy thì nó ngọt ha. Rồi. Ốc rời anh chị ăn, kéo cài ốc rời. Lưỡi đây ha, có xà lướt chút nhưng mà cắt ngọt không có sợ gì hết đó. Thiết kế rất là đặc biệt ha. Mã số 148, chiều dài của cây kéo bếp Kai này dài tầm khoảng là 18 cm rưỡi, 18 cm 8. Chốt thì em mã 148 kéo bếp Kai ốc rời, giá 108. Rồi 149, em qua những cây cửa lê ha. Rồi 149, ở đây có một cây cờ lê thiết kế dẹp. Cây này thì anh chị mình sẽ vô những cái góc khe hẹp như thế này. Đó, mỏng, thiết kế mỏng ha, ngàm mỏng. Và cây này thì ngàm xà lướt thôi, anh chị mình thấy không có bị cấn dẹp gì. Do để bãi thì nó hơi có vài cái vết ố. Cờ lê miệng số 19 và 21, thép alloy của hãng là Grab, hãng con cua của Nhật này. Ngàm số 21 thì thẳng đẹp luôn, ngàm số 21 thì không có dấu cấn nha anh chị nha. Rồi, cái này thì anh chị mình về mình lấy nhám mình xả sơ qua để nó bóng lại. Chiều dài của cây này tầm khoảng là 18.5 cm, một cây cờ lê ha, 19-21, thép alloy của hãng Grab của Nhật, mã số 149, giá là 50.000, 150. 150 ở đây em có một cây của hạt Z ha, cờ lê miệng vòng của hãng hạt Z, 80.000, cây này cây cờ lê số 11, hàng xài lướt ngàm còn thẳng không có cấn dập này, đó, ngàm tròn ha, Đức, hạt Z của Đức này, cờ lê số 11 ha, ngàm răng còn đẹp, không có cánh dập, chiều dài tầm khoảng là 14 rưỡi, mã số là 150, giá là 80.000, hạt chết của Đức 151. Thì ở đây em có một cây này của hãng Facom hệ in, anh chị nào mình xài hệ in 9/16 miệng vòng thì anh chị mình có thể chốt cái này, răng đều tăm tắp này, không có cánh dập ha. Đây là phần răng miệng, miệng mịn này, không có bị cánh dập nha chị nha. Lâu lâu nó hơi có vài cái vết ố chrome một chút xíu, mình về mình đánh bóng thêm. Facom brand của Pháp, cờ lê 9/16, chiều dài tầm khoảng là 17 chấm. Thiết kế là nó cong cong như thế này nên là anh chị mình có vặn trên mặt phẳng nó không có bị cấn. Chiều dài tầm khoảng 17.5 cm, cái này chốt giùm em mã số 151 Facom Pháp, 9/16, 90.000. 152. 152 thì ở đây em có một cây này của hãng là Aman của Nhật, logo Zojic, nội địa Nhật ha, mã số là 152. Cây này 70.000. Cây này thì ngàm thẳng đẹp nha, gần như chưa có xài. Đây là cây claim trồng số 8 và số 10 ha. Logo Zojic nội địa Nhật của hãng Aman của Nhật này, đó. Chrome Vanadium 80, cờ lê 80. Đầu 80 đều đẹp hết nha chị nha. Chiều dài tầm khoảng là 17 cm hơn, chốt cho em mã số 152, giá là 70.000. 153. 153 thì một cây này đặc biệt của hãng là KTC, cây này là cây cờ lê số 14 nha. Hai bên đều là số 14 nhưng mà anh chị mình thấy thiết kế rất là lẹ, nhẹ, rất là lạ. Bên này thì anh chị mình thấy nó nghiêng một góc nghiêng độ nhỏ tầm khoảng 15 độ này. Còn này cái đầu này thì anh chị mình thấy khi đặt trên mặt phẳng nó sẽ nhọng lên một khúc như thế này, mình vẫn không có kẹt ha. Còn đầu này thì mình sẽ vô những cái góc mà nó nhỏ hơn. Đó. Thường thường là anh chị mình thấy thường thường nó sẽ cong luôn như thế này hoặc là nó sẽ dẹp luôn. Nhưng mà cái này anh chị mình thấy là một đầu nó cong nhiều, một đầu nó cong ít ha. Đó. Rồi cái này Clay 14 của KTC, chất thép và thép alloy. Chốt cho em cái này, dài tầm khoảng 24 cm, Clay số trồng số 14. Đó. Mã số là 153, giá 140. Ngàm thẳng nha chị nha, ngàm thẳng như thế này, mạ còn đẹp không có bị cấn dập. Đầu còn nguyên zin đẹp nha. Đó. Rồi, mã số là đầu đẹp không cấn dập ha. 153, 140. 154. Ở đây em có một cái khẩu dài
số 22 của hãng KTC. Cây này thì mở ốc số 22 khẩu dài ha. Và cây này anh chị mình xài chung với cây cần tự động 3/8, cần siết 3/8 ha. Cây này thì hàng cũng có xài lướt anh chị mình thấy này. Và khẩu dài, mạ thì còn đẹp. KTC mở ốc 22 khẩu dài. Chiều dài cây này tầm khoảng là 6,5, mã số 154, giá là 50 ngàn. Đầu răng là còn đẹp. Rồi em lên mã số 155. 155 thì em có một bộ khẩu hàng của Đài Loan hãng Top Tool ha. 155 gồm có 3 khẩu 19, 22 và 24 và một cây nối. Cây này dài tầm khoảng 7,5, mã số 155. Và một cây cần siết này, đầu 1/2 luôn. Nói chung là nguyên bộ như thế này anh chị mình xài cho gara xe hoặc là anh chị mình xài chung với bộ khẩu là 1/2 nha anh chị ha. Như thế này rất là chắc chắn, cây này cầm lết rất là nặng, dày dặn cứng cáp, tốt tun. Rồi King Tony là cùng phân khúc sản phẩm với lại dòng này anh chị ha. Anh chị mình có thể mình tìm dòng King Tony, Sata hoặc là tốt tun là những cây này. Nhìn bộ này thì gần như chưa xài anh chị ăn. Ví dụ đây là 6 cạnh rất là ôm ốc này, vừa với 6 cạnh con bu lông luôn. Top tun. Rồi mở ốc số 19, đầu đẹp ha. Rồi cái này là mở ốc số 22. Đó. Cái này thì xài lướt thôi, 6 cạnh. Vừa vặn với lại 6 cạnh cuốn bu lông luôn. Cây này là 6 cạnh luôn ha. Đó, top tun 24. Rồi. Cây nối này thì dài tầm khoảng là 12.5 cm anh chị ăn. Đây, đầu nối mới tinh này. Cây nối mới tinh ha, 12.5 xăng. Cây này chắc như nó rách cái bọc thôi, chứ còn hàng chưa có xài. Còn cây này thì cây cần siết 1/2 này, dài tầm khoảng 3 tấc ha, dài 30 xăng. Anh chị mình để qua bên nào cũng được, bên này cũng được, có cái chốt để chặn lại rồi. Láng đẹp ha. Rồi bộ này chốt giùm em, mã số là 155. À, giá là 220. Một bộ khẩu của hãng Top Tun. Rồi em lên mã số 156. 156 rồi chị ăn. À, quên, đây còn hai cây cờ lê nữa. Rồi 156, đây là một cây cờ lê đặc biệt số 25 và 28. Số này thì anh chị mình thấy rất là lạ ha. 156. Số này thì đặc biệt lạ ha chị ăn, hàng của Đức hay cô. Cây này thì do bề mặt nó hơi có những cái vết nám nám, anh chị mình xem thêm. Rồi, thẳng răng thì có xà lướt nhưng mà thẳng không có bị cấn dập. Bên này là đầu số 25 này. Dày nha chị ăn, cầm cái cục này rất là nặng. Chất thép chrome vanadium, bên này 25, bên này 28, hai số này cực kỳ ít gặp, nhưng mà anh chị nào mình có sưu tầm này kia anh chị mình xài cũng được. Răng còn đủ đẹp để anh chị mình sưu tầm, nhưng mà mình phải spa vệ sinh đánh bóng thêm. Anh chị mình thấy mặt bên ngoài không có sờn gì hết à. Đây, có xà lướt chút xíu thôi ha. Rồi, Heiko. Heiko của Đức, clê vòng 25 28, số này thì chắc gặp cây này chắc cây thứ hai thôi. Cây này nặng là tầm khoảng 440 g. 440 g anh chị ăn. Chiều dài tầm khoảng là 35 cm hơn. Rồi 25 28 chốt giùm em cây cờ lê Đức hay cô 156, giá là 140. 157. 157 thì đây là một cây cờ lê 22 24, hàng mới chưa sử dụng của Đức ha. Germany của Đức này. Chrome vanadium, bên này là đầu 22. Đó, nguyên zin chưa xài ha. Bên này là đầu số 24. Thiết kế cong như thế này anh chị mình vặn trên mặt phẳng không bị cấn. Đây này là đầu 24, nguyên zin chưa xài, 22 cũng chưa sử dụng luôn. Chiều dài của cây cờ lê Đức này tầm khoảng là 33 xăng. Chốt em mã số 157, giá là 170 ha, hàng mới chưa sử dụng. Mã số 157. Rồi em lên mã 158. 158 thì ở đây em có một cây mỏ lết ha, cây mỏ lết 12 inch tương đương với lại 30 cm thép rèn Dorofogit của hãng là Irega của Tây Ban Nha. Cây này thì hàng chưa có sử dụng nha chị nha. Dorofogit thép rèn Irega, span là Tây Ban Nha này, 12 inch, 30 xăng, full ly. Rồi, thiết kế thì anh chị mình thấy là ngàm như thế này. Do là để bãi thì nó cũng có những dấu sơ bên ngoài như thế này, không có ảnh hưởng gì nhiều. Chất thép rèn cứng cáp ha. Chiều dài của cây này tầm khoảng là 30 xăng. Đối với những cây chrome vanadium anh chị mình mua 12 inch thì giá nó tầm khoảng là 700 hơn rồi, 730, 750 rồi. Còn cây này thì anh chị mình thấy dòng là dòng thép đen, thép rèn luôn. Mặt mày láng này, về đánh bóng thêm ha. Để bãi hơi có vết nám thôi chứ không bị nhăn gì hết anh chị ạ. Em view rất là cận cảnh anh chị mình thấy cái mặt của nó nè. Đó, mặt thép nguyên zin ha. Đối với size 30 cm thì mình sẽ mở tối đa ra được tầm khoảng là 33 ly anh chị ạ. 33 ly, ngàm bên trong nguyên zin ha. Ngàm bên trong nguyên zin. Đó. Rồi, mặt nguyên lớp ram đen anh chị nha. Đây là phần đầu này. Rồi cái này chốt cho em mã số 158, giá là 440. Mỏ lết thép đen ha.
The Rofogit Thép Rèn của hãng là Iriga của Tây Ban Nha, Span Tây Ban Nha. Size 300, mã số 158. Em lên mã số 159. Ở đây em có một cây kìm cắt cáp. Cây này là của hãng là Izumi của Nhật. Cây này là Izumi. Dòng này thì thường thường Izumi, đối với cắt cáp thì anh chị mình thấy sẽ thấy là Izumi là nổi tiếng. Tới dòng Lobster, đó là những dòng cắt cáp của Nhật. Tới thứ ba là dòng cắt tết ha. Đó. Cái này thì mình sẽ cắt cáp đồng, cáp nhôm tầm khoảng phi 32 ly đổ lại, Made in Japan đây. Dòng sản phẩm là Izumi K17. Đó. Cây này là răng nguyên zin, anh chị ăn lưỡi cắt nguyên zin này, cắt cáp đồng, cáp nhôm tầm khoảng 32 ly đổ lại phi 32. Răng anh chị mình thấy cái mặt nó còn nguyên lớp ram đen ha. Cây này chỉ có một cái chỗ là anh chị mình thấy là nó bị rơi cái con ốc chỗ này này. Mình cứ xài bình thường thôi. Anh chị mình có những cây kia ở nhà mình có đang xài những cây kìm cắt cáp Izumi hoặc là những cây khác cắt cáp khác tầm khoảng phi 32 ly đổ lại thì anh chị mình lấy cái phần chốt anh chị mình gắn vô đây để mình sử dụng thôi. Còn nếu không thì anh chị mình để vậy xài vẫn được. Cây này thì tình trạng là xài nước thôi. Cái phần lưỡi cắt còn nguyên zin này, đó. Izumi này mình mua mới nó tầm khoảng cắt tầm khoảng 2 triệu cây này nên anh chị mình thích thì chốt cái này rồi xài. À, về phần vỏ thì anh chị mình thấy cũng còn sáng sủa màu vàng đậm ha. Mặt sau còn tem này, đó. Mặt thép đẹp anh chị ăn, cây này là lưỡi zin luôn. Rồi, đầu nó không có bị cấn đâu. Phần vân xước nói chung là phần ram cây này là lưỡi zin. Đầu nó không bị bể này, đầu này còn nguyên đầu nhọn. Rồi khi mà anh chị mình xài thì mình sẽ bóp vô như thế này. Anh chị mình nên lấy cái một cái chốt mình gắn vô đây mình xài ha, tại vì bên em không có chốt gắn vô. Có hàng có sao bán vậy thôi. Thì anh chị mình lấy cái chốt mình gắn vô rồi mình xài. Từ từ nó có chốt ở đây thì nó sẽ nhấn xuống để mở. Mở cái chốt này ra này. Đó, đây có một cái chốt anh chị ạ, nó sẽ đẩy qua. Cái chốt này để nó cấn lại. Chứ còn về phần bánh răng này kia là còn mới, không có lờn ha, không có bị lờn răng. Đó. Đó, hoạt động trơn tru ha. Rồi cây này, anh chị mình chốt giùm em một cây kìm cắt cáp đồng nhôm tầm khoảng phi 32 ly độ lại của hãng Izumi, dài tầm khoảng hơn 25 cm, mã số 159, giá là 700. Em lên mã số 160. 160 thì có một cái ba lăng để cái ba lăng cân bằng ha. 160 là một cái ba lăng cân bằng của hãng là Nitokuki. Cái này thì anh chị mình sẽ dùng để mình để những máy móc, ví dụ như là anh chị mình sẽ để cái cờ lê như thế này, cái mỏ led như thế này, anh chị mình móc cũng dây vô ha. Tầm khoảng nửa ký, ví dụ như cây này là tầm khoảng là 6 lạng rưỡi, gần 6 lạng tư này. Thì anh chị mình móc ở đây. Ba lăng cân bằng này sẽ tải được đồ nghề tầm khoảng nửa ký đến 1 ký ha. Và hành trình cáp, dây cáp này dài là 1,5 m. Cái này anh chị mình treo lên trên xà gồ hoặc là anh chị mình treo lên vật gì đó. Dưới này anh chị mình khi mình móc vô công cụ đồ nghề này, khi anh chị mình xài xong thì tự động nó rút lên, nó kéo đồ nghề lên đúng vị trí lại, đúng vị trí lại mình để đồ cho gọn gàng sạch sẽ ha. Rồi. Cái mức này là anh chị mình sẽ mức nặng nhất là mức 1 ký này, còn mức này là mức nửa ký này. Anh chị mình, nếu mà đồ càng nặng thì anh chị mình để qua cái mức này. Còn nếu mà đồ nhẹ thì anh chị mình để qua cái mức này là mức nhỏ nhất nửa ký ha. Đó, có cái size như thế. Đó. Anh chị mình để qua thôi. Kéo lên là tự động nó nhảy cái bánh răng lại nha. Anh chị mình thấy bên trong này. Đó. Rồi, mức này là mức nhỏ nhất này. Rồi, mình tăng lên. Kéo tăng lên thôi. Càng ngày thì nó càng căng thì anh chị mình sẽ tải được đồ lớn hơn. Ba lăng cân bằng ha, ba lăng cân bằng model là NTW1R của hãng Nitokuki của Nhật. Đó, hàng Nhật ha. Hành trình cáp này, anh chị mình thấy cáp còn mới này, cáp dài là 1,5 m. Cáp dài 1,5 m ha. Đó, cáp dài tới đây là 1,5 m này. Đây là phần móc anh chị mình móc đồ nghề vô. Sợi dây thừng này nó đã sẵn cái bát để anh chị mình gắn lên trên ha. Trên này có chữ Mori. Mori, đó. Rồi sợi dây thừng này còn mới này, sợi dây thừng này chắc dài chắc tầm khoảng 2 mét hơn hay. Em cũng chưa đo nhưng mà thấy cái búi này nó cũng nhiều nhiều nha chị nha. Đường kính của cây ba lăng cân bằng 1 ký này tối đa là tầm khoảng 10 cm, dài chỗ này tầm khoảng là 12 cm. Cái này chốt cho em mã số 160, giá là 380, thích hợp cho anh chị mình xài trong nhà xưởng hoặc là xài cho gara xe, mình mắc đồ ghề vô cho nó gọn. Rồi em lên mã số 161. 161 thì có
161 đem qua một chiếc cây dao nhỏ nha chị ăn. 161 đây là một cây dao nhỏ để anh chị mình xài, mình dùng rọc giấy, rọc về các tông, hoặc là anh chị mình xài cho bonsai thì mình dùng ghép cành cũng được, vỏ là bằng thép không rỉ ha. Có nó có một cái tên gọi cái gì Hihamori gì đó. Rồi cây này là ba lớp nha chị em, ốp có rỉ và lõi có rỉ dùm em. Cây này thì cái đầu nó hơi bị gãy đầu này, nhưng mà form bản bự bự đủ đủ bản ha. Chỉ có là cái hơi có mẹ dăm khúc đầu bị gãy cái đầu thì về anh chị mình spa lại thôi. Nói chung là cây này thì gần như chưa có xài nhưng mà để bãi thì nó bị mẹ cái đầu. 40.000, dao ba lớp, ốp có rỉ và lõi có rỉ, chiều dài lưỡi tầm khoảng 6 rưỡi, bản rộng nhất thì tầm khoảng là 1.5, và độ dày cây này tầm khoảng là hơn 2 ly, tầm khoảng hơn 2 ly ha. Đó, dao ba lớp ghép cành bonsai cũng được, mã số 161, giá là 40.000. Em lên mã 162. 162 thì ở đây em có một cây một chiếc máy này gần như chưa có xài anh chị em, tại vì anh chị mình thấy bộ này thì nó còn nguyên cái bộ đục, lưỡi đục luôn. 162 anh chị em, bộ này thì nặng là tầm khoảng 6,2 kg anh chị em, tầm khoảng 6,2 kg, giá 1,7 triệu. Rồi bộ này thì là gọi là một chiếc máy đục dài xài cho nhà xưởng, máy đục xài cho nhà xưởng ha, mình xài cho hàng cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ, hoặc là anh chị mình có mài khuôn mài gì đó thì mình chị mình xài cái này. Dòng sản phẩm là WCS-100 và giá bộ này full đổ thì giá tầm khoảng 57.000 yên, là tầm khoảng 10 triệu. Thì bộ này nó rớt hàng bãi nên anh chị mình thấy là cây này chưa có xài, nhưng mà nó bị thiếu cộng dây mài này ha, nên là còn những cái chi tiết còn lại là đủ đó, thì mình có thể mình mua thêm dây mài về mình sử dụng nha chị nha. Thì hàng có nhiều em bán như đấy thôi. Đây dòng sản phẩm là Automax này, và anh chị mình thấy là WCS-100 ha, đúng là cây 57.000 yên trong dòng đầu tiên này, Automax của Nhật này. Và anh chị mình xài điện là 100V nên chị ăn, xài điện 100V dùm em. Đó, đằng sau như thế này. Thì ở trong này anh chị mình thấy này, cái dòng mà WCS-100 này nặng tổng thể bộ này là gần 6,3 kg anh chị nha. Gồm có một cộng dây nguồn, đây cộng dây nguồn ngoài cùng nè. Cộng dây nguồn ngoài cùng đây ha, một cái cộng dây để anh chị mình gắn đó này, là cộng dây màu xanh là cộng dây này. Rồi hai cây cờ lê chưa có xài này. Đó, hai cây cờ lê thép rèn The Rock Forget cây 17 và cây này là cây 12 và 17. Rồi bộ đục này gồm có 2, 4, 5 lưỡi đục như vậy gắn vô. Đây, bộ này đủ ha, 2, 4, 5 lưỡi. Hàng mới chưa xài anh chị nha, hàng mới chưa sử dụng. Đó, hàng mới chưa xài. Một cây hình chữ V ha, một cây đục dũng, một cây đục dũng cong, một cây đục dũng cong này và một cây đục phẳng này. 5 cây chưa có xài anh chị nha, đầu nguyên zin chưa xài như thế này dùm em. Đó. Bộ này gần như chưa có xài luôn á. Rồi trong này thì có một số tem và anh chị mình thấy còn nguyên lớp sơn tĩnh điện màu xanh ngọc, còn mới chăng, còn bóng mới, không có bị ngã màu, không có bị xuống màu. Đây là cái phần tem giấy kèm theo ha, tem giấy kèm theo. Cái này là giấy bảo hành đó anh chị, nhưng mà chỉ bảo hành ở Nhật Bản thôi, giá trị only Nhật Bản thôi ha. Rồi cái này giống như catalog giới thiệu mình xài như thế nào ha. Cái này anh chị mình dùng Google dịch cho anh chị nha. Đó, nói chung là tờ giấy như thế này, đây là hướng dẫn cách xài. Đây là những cái bảng mà lưỡi đục hoặc là lưỡi mài kèm theo, mình có thể mình xem thêm để mình có thể mua những cái lưỡi phù hợp để mình xài, lưỡi đục hoặc là lưỡi mài. Rồi bây giờ em sẽ test máy anh chị em, một bộ đầy đủ đẹp như thế này hết và nước sơn còn mới tinh này, mình sẽ gắn đi. Đó, nước sơn mới tinh màu xanh rất là đẹp ha, on off. Dòng sản phẩm là WCS-100, hàng của hãng Automax của Nhật. Cái này ở trên là cái hộp để anh chị mình để đồ nghề, còn cái chi tiết máy ở dưới ha. Và dưới này có một cái bốn đế cao su còn đẹp này. Đây là cái đế anh chị ha. Anh chị mình thấy nước sơn nó còn bóng láng này. Đây, chi tiết máy ở bên trong là còn màu của vòng luôn, không có bị ngã màu gì hết ha. Này anh chị mình sẽ gắn cái dây đục vô. Máy mới tinh này, cái này là tản nhiệt ha. Rồi bên này anh chị mình gắn dây nguồn vô, Automax. Chỗ này anh chị mình gắn cộng dây này vô xài.
có những cái rãnh để tản nhiệt bên trong. Điện là mình xài điện 100V, công suất là 180W ha. Cái này công suất này anh chị mình xài cho nhà xưởng, hoặc là anh chị mình làm cho nhà xưởng thủ công mỹ nghệ, mình hay mài gáo dừa, hoặc là anh chị mình làm thủ công mỹ nghệ thì anh chị mình xài cái này, hoặc là làm nghề gỗ. Rồi giờ gắn máy anh chị nha. Máy này nặng tổng thể nguyên bộ này là khoảng 6 kg 3. Giờ gắn dây vô đây rồi anh chị mình test dây, dây mới tinh. Rồi anh chị mình cắm vô cái biến áp là 100V giùm em ha. Cắm vô biến áp, dây này dài chắc tầm khoảng 2m, 2m rưỡi. Đây, em cắm sẵn vô cái biến áp anh chị nha. Anh chị mình thấy cái biến áp bật on off nè. Giờ bật máy ha. Máy chạy rất là êm anh chị. Đó, anh chị mình thấy máy chạy rất là êm ha. Anh chị mình nghiêng, tại vì cái này là cái bàn anh chị em, nên nó có cái độ rung khi mà anh chị mình để trên mặt phẳng giống như nền nhà hoặc là những cái bàn bằng gỗ cứng thì nó sẽ không có rung ha. Còn này nó rất là êm này. Đó, máy chạy êm ru à, không ồn ào. Anh chị mình sợ tiếng ồn, anh chị mình xài máy này cũng được. Nó rất là nhẹ ha. Rồi, dài máy là tầm khoảng 24 rưỡi ha, rộng máy thì tầm khoảng là 16 rưỡi, và chiều cao máy thì tầm khoảng là 22 cm rưỡi này. Rồi bộ này anh chị mình chốt giùm em, giá là 1,7 triệu chuyển khoản đủ bên em bao ship ha, mã số 16 tắt máy ha, 1,7 triệu nha anh chị nha. Hàng rất là mới, có thêm cộng 162, giá là 1,7 triệu. Đây, giá mới là tầm khoảng gần 10 triệu thêm cái dây nữa, nên nên anh chị mình có thể mình mua dây bên ngoài và mình mua máy này mình xài. Xách đi rất là nhẹ gọn nhẹ ha, anh chị mình có đi xách đi làm cũng được. Rồi em lên mã số là 163. 163 thì em có một cây kéo vải của hãng bông lúa ha, Tobasami Suyaburo mã số 163. Cây này thì ốc đồng còn đẹp này. Lưỡi rất là, cây này thì lưỡi dày. Mặt lưỡi đẹp, không có bị nhăm rỉ anh chị ăn. Đó. Đó, nó có một cái dấu sơ chỗ này thôi, không cắt ngọt được, không có sợ gì hết. Cây này thì mặt láng, không có bị nhăm, không bị rỗ thép. Đây anh chị mình thấy chữ bông lúa này hơi mờ mờ chút ha. Soyaburo Tobasami. Soyaburo này, Tobasami kéo bông lúa ha, hình bông lúa như thế này. Cán thì anh chị mình do bên em sơn nước sơn nhám ấy, nên là về anh chị mình tẩy nước sơn nhám đi mình xài bình thường, hoặc là anh chị mình sơn nước sơn mịn như mình sử dụng. Rồi cái kéo này size 24 cm, mình đo ra tầm khoảng là 24.8 cm ha. 25 cm này. 25 cm anh chị nha, 25 cm. Đó. Mặt kéo là không có bị nhăm rỉ ha. Soyaburo Tobasami 24. Mặt kéo đẹp, không có bị nhăm rỉ như vậy ha. Mặt nguyên mặt thép. Cây này thì cắt dạng cắt vải ok rồi, về anh chị mình chỉ việc xài thôi. Đây. Cắt ngọt, không có bị nhai lưỡi nha chị em. Đó, cắt lưỡi. Nguyên một cái búi rất là dài như thế này nha chị nha. Đó, cắt ngọt nha. Cây này thì cái lực cắt nó lớn nha chị nha, nên là mình xài non. Soyaburo bông lúa thì giá tầm khoảng 2 triệu mấy, 3 triệu một cây. Thì anh chị mình thích mình chốt cái này về xài, mã số 163, dài 25 cm, kéo bông lúa, giá 270. Em lên mã số 164. Ở đây em có một cây kéo bướm cắt bonsai. Cây này thì mình sẽ dùng để mũi nhọn mình tỉa dăm, tỉa chồi, tỉa lá, hoặc là anh chị dùng để mình cắt cành nhỏ này của làng rèn Mickey ha. Của làng rèn Mickey. Ở nhà thì có rất là nhiều làng rèn Mickey, làng rèn bonsai như là Niigata, Mickey Shio. Thì anh chị mình có thể mình mua cây này của làng rèn Mickey. Dòng sản phẩm là Kaneshio, kéo bướm dài 18 cm, hàng mới chưa sử dụng. Rồi anh chị mình thấy nước ram rất là mịn này. Đây là logo chữ Kaneshio ha. Chốt tán mới, không có rơ lắc. Nếu mà sợ hàng bãi rơ lắc thì anh chị mình chốt những cây hàng mới như thế này. Xài xong thì anh chị mình nhớ lau nhựa cây và mình áo sơ một lớp dầu để bảo quản ha. Chất thép đen có rỉ nên là khi xài xong thì anh chị mình nhớ mình áo sơ một lớp dầu để bảo quản giùm em ha. Đó. Lưỡi kéo đan chéo vô nhau này. Khi mà anh chị mình vuốt sơ qua cái lưỡi này, anh chị mình sẽ thấy được là cái họ làm cái hình dáng của cái lưỡi nó khác biệt so với lại những cây kéo bướm khác ha. Rồi, đằng sau có chữ khắc chì Made in Japan ha. Dài cái kéo này là tầm khoảng là lưỡi là tầm khoảng hơn 5 cm và dài tổng thể là 18.2.
Made in Japan chữ khắc chìm. Anh chị mình thấy nước ram rất là mặn này, mặn mịn này. Thì dòng này anh chị mình xài có phần cùng phân khúc với lại dòng là dòng Kakuri hay là Kikuwa, cùng phân khúc với dòng Kikuwa anh chị ạ. Có thể là nó nhỉnh hơn chút xíu nên là anh chị mình thích thì mình có mua hàng của Kikuwa rồi thì anh chị mình có thể mình xài những dòng này ha. Đó. Rồi cái này chốt giùm em ha. Về mã số là 164, giá là 370. Xài nếu mà anh chị mình xài xong mình vệ sinh kỹ với lại anh chị mình cắt theo cái đường chéo của cành cây nhánh cây ấy, thì anh chị mình xài 5 năm 75 là bình thường. Kéo bén giữ cạnh tốt là khi anh chị mình xài nó không có bị nhai cành lục cành ha, hoặc là mình có đi tặng bạn bè đối tác khách hàng gì cũng được. Rồi. Hôm qua có một anh mới chốt này, chốt rất là nhiều nên là anh chị mình yên tâm về chất lượng ha. Đó. Đây, mới chết chốt một phát một là 6 cây, 5 5 cây luôn anh chị nha. Đó. Chốt một phát một ha. Rồi, nên là anh chị yên tâm chất lượng. Hàng chuẩn ha. Mã số 164 giá là 370. Em lên mã số 165. Ở đây em có một cây dao gọi là dao săn, dao phượt. Dao này thì mình sẽ dùng để đi camping, cắm trại hoặc là anh chị mình đi phượt. 165. Đây ha. Và cái này thì anh chị mình thấy là phần lõi ba lớp, phần lõi rất là dày, ram đen mặt trên còn nguyên zin, sống dao đẹp không bị cấn dập ha. Phân xước dọc vẫn còn này. Cây này đặc biệt là ở chỗ là phần lõi ba lớp, phần lõi thép làm lõi là gần lên tới sống dao luôn nên là anh chị mình thường thường là cái lớp ba lớp mà những cây dao dài như thế này họ chỉ làm tầm khoảng 1 phần 3 hoặc là 2 phần 3 cây dao thôi, nhưng mà cây này thì nếu mà anh chị mình thấy nó hơi có chày chày cái lớp ram ở trên này thì anh chị mình thấy là nó lên tới sống dao luôn ha. Và anh chị mình thấy cái lớp lõi này đó, thép làm lưỡi á, dày dặn cứng cáp rất là mập đó, bóng nha, ram đen trên còn nguyên zin. Dao này thì nhỏ gọn để anh chị mình đi phượt, đi rẫy hoặc là mình bỏ vô túi đồ nghề mình đi phượt á. Thì nó rất là đa năng, mình có thể mình cắt dây thừng hoặc là chặt cây cũng được, cắt dây thừng cũng được. Hoặc là làm cá hoặc là làm gì cũng được, hai mặt tay trái tay phải đều xài được. Phần cán thì mập nên là anh chị mình cầm cái cán này rất là có lực ha, mình cầm mình chặt này kia là có lực. Vát hai mặt ba lớp thép tay trái tay phải đều xài được, ram đen còn nguyên zin. Đó, đủ độ nặng để anh chị mình có thể mình chặt nhẹ được. Cân nặng của cây này tầm khoảng là hơn 200 gram. Chiều dài tổng thể cây này tầm khoảng là 26 cm ha. Phần lưỡi dài tầm khoảng là 13 cm. Bản rộng là tầm khoảng 3 cm. Phun đủ lưỡi như trang, cây này gần như là chưa có xài, rất là mới. Rồi độ dày cây dao này ở trong này tầm khoảng là 5,5 ly này. Nhìn vô phần vỏ là anh chị mình thấy hàng chuẩn ha. Đây chị mình thấy là vỏ là màu gỗ màu vàng và nước sơn bên ngoài kiểu như màu đen, đen, xám đen ấy. Đây là phần chốt da, bao da. Đó. Nhìn vô cái này anh chị mình thấy là thường thường lưỡi này nó vát theo kiểu 73 này ha, theo kiểu 73 đó, mà cái này thì em thấy là nó theo kiểu 55 luôn á, vát đều luôn. Rồi không có chữ nhưng mà hàng chuẩn Nhật nên chị ăn, anh chị mình có thể sau này khi anh chị mình xài nó bung cái tang ra rồi anh chị mình có thể mình thấy chữ trong cái phần tang dao này. Cây này thì còn rất là mới luôn, ram đen còn nguyên zin. Anh chị mình mua đấu giá ở trên Amazon, trên Yahoo của Nhật thì nó cũng tầm khoảng là 1,5 triệu, 1,7 triệu cây này rồi. Nên là anh chị mình thích mình chốt cái này về xài, mã số 165 giá là 850. Em đã lên tới mã 165 tập số 72 ha. Anh chị mình chốt mã nào nhắn tin điện thoại và số điện thoại trên tiêu đề giùm em, mình bấm nút like và nút đăng ký kênh để cập nhật các tập mới ha. Rồi em xin chân thành cảm ơn.